Chiều nay, thầy trò huấn Mai Đức Chung đã trở lại sân tập và tiếp tục buổi rèn quân thứ hai trong giai đoạn tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá. Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, tiền vệ kỳ cựu Trần Thị Thủy Trang cho biết: "Hôm nay, lần đầu tiên tôi được dự tới hai buổi mừng công trong cùng một ngày. Tôi rất vui và tự hào khi được vinh danh sau những nỗ lực của bản thân cũng như toàn đội. Tuần vừa qua tôi đã dành hai ngày nghỉ để thăm gia đình, bà con làng xóm. Hiện tại, khi quay lại tập trung cùng đội, mục tiêu của tôi là cùng các đồng đội nỗ lực tập luyện, thi đấu tốt ở vòng chung kết bóng đá nữ thế giới năm 2023. Thủy Trang nói thêm khi được hỏi về những kinh nghiệm rút ra sau SEA Games 32 vừa qua. Thủy Trang cho biết dù thời tiết ở Campuchia khắc nghiệt nhưng toàn đội đã nỗ lực hết sức. Thể lực của đội tuyển nữ Việt Nam bị bào mòn, nhưng với ý chí và tinh thần của tập thể, chúng tôi đã gặt hái thành công. Mọi đối thủ ở SEA Games 32 đều mạnh và có trình độ ngang ngửa. Đội tuyển nữ Philippines có thể hình tốt và lối đá tương tự châu Âu. Gặp những đối thủ như họ, chúng tôi đã rút ra nhiều bài học để chuẩn bị tốt hơn cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới năm 2023. Tiền vệ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ những căn dặn của huấn Mai Đức Chung trước giải đấu quan trọng sắp tới. Huấn Mai Đức Chung dặn chúng tôi phải cố gắng tập trung cho giải đấu sắp tới, quyền chiến thắng đi và tập trung cho công việc trước mắt. Dù đã bảo vệ được tấm huy chương vàng SEA Games nhưng đội còn điểm yếu nên phải cố gắng nhiều hơn, trong đó có khả năng dứt điểm chưa tốt, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ngoài ra, thiếu vắng Trương Thị Kiều là tổn thất lớn với đội. Hàng hậu vệ đôi lúc mất tập trung. Với tôi, qua từng trận đấu, có những sai lầm, tôi và đồng đội đều nhìn nhận lại và cố gắng khắc phục. Tôi tin toàn đội sẽ có thành tích tốt hơn trong tương lai. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 đến 5 tháng 6 trước khi di chuyển tới Đức để tập huấn và thi đấu giao hữu cùng các câu lạc bộ và đội tuyển nữ Đức. Trong thời gian tại Hà Nội, huấn Mai Đức Chung cùng cộng sự tiếp tục cho vận động viên rèn luyện thể lực và chiến thuật trên cơ sở đã đạt được sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản và thi đấu SEA Games 32. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng áp dụng một số bài tập mới để tăng thêm sự hứng khởi cũng như nâng cao kỹ năng cho các cầu thủ.